Audi trân trọng kính chào quý khách. Dung Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Dung Audi. Như thường lệ, Dũng sẽ lại lên sóng để review và giới thiệu tới toàn thể anh em về một trong những chiếc xe phong phú chất lượng đến từ chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh chị em đang là chiếc Kia Morning đời 2016. Xe được trang bị động cơ 1.2 số sàn. Chiếc xe này hiện tại đang được giao bán với giá tiền là 225 triệu đồng. Xin mời toàn thể anh em sẽ cùng dạo qua một vòng, chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, tổng thành, form dáng, ngoại thất và màu sơn của Kia Morning. Đây là một chiếc xe còn khá mới, mọi chi tiết bên ngoài đều còn sáng bóng, màu sơn đẹp, thân gầm chắc chắn, form dáng đẹp ạ. Một chiếc xe nhỏ gọn thích hợp với gia đình, vợ, thích hợp với gia đình và cả chạy taxi dịch vụ cũng được. Xe này thì cam kết không taxi dịch vụ, không lỗi lầm các anh chị em nhé. Vợ, không taxi dịch vụ, không lỗi lầm. Chỉ với 225 triệu đồng thôi, anh chị đã sở hữu được về cho mình và gia đình một chiếc xe vô cùng tuyệt vời ạ. Chiếc xe này thì keo chỉ zin toàn bộ, đai ốc tất cả mọi thứ còn zin. Vợ, bây giờ sau khi dạo qua một vòng thì chúng ta sẽ cùng đến với từng đường nét và chi tiết được trang bị trên xe. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ, toàn bộ những chi tiết ở bên trên đều được ốp viền mạ chrome sáng bóng, thiết kế đầu xe hình mũi hổ khỏe khoắn. Xe được trang bị hệ thống 4 la răng đúc, vợ, la răng đúc rồi, 4 la răng đúc. Xi nhan tích hợp trên gương với giải đèn LED trang trí. Toàn bộ những chi tiết màu sơn bên ngoài còn khá mới, khá đẹp. Bên trong của xe được trang bị những gì, tính năng ra sao? Đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở đây xe được trang bị gương kính chỉnh điện tự động. Bàn phím được tích hợp trên vô lăng. Táp lô táp ly có hai màu, màu đen và những chi tiết màu ghi xám. Ghế da màu ghi xám nguyên bản, rất êm ái và mềm mại. Trần xe được bọc nỉ, bên ngoài được bọc ni lông bảo vệ cho lớp nỉ bên trong. Về phần trang thiết bị ở bên trong xe thì xe được trang bị đầu DVD theo xe, màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi. Vâng, hệ thống điều hòa, hộp số sàn. Động cơ của xe là 1.2. Bên trong nội thất còn rất mới, đẹp. Vâng. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết như là đai ốc cũng như là keo chỉ của xe. Đầu tiên chúng ta kiểm tra phần chi tiết đai ốc ở cánh lái, cửa trên của cánh lái. Tất cả những chi tiết đai ốc đều còn nguyên vẹn, đều còn nguyên niêm phong, nguyên màu bảo vệ. Ở đây ạ, tất cả những chi tiết về phần chỉ của xe đều còn nguyên vẹn, đều rất đẹp luôn. Chỉ rất tươi. Keo ở bên trên bám dính và ăn khít, độ đàn hồi còn rất tốt, không bị mối mọt đứt gãy. Sau khi kiểm tra cánh đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng là đây là một chiếc cánh cửa còn zin này. Đó. Đai ốc ở cửa sau đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra cửa sau của cánh lái, những chi tiết như đai ốc và keo chỉ. Đây ạ, toàn bộ những chi tiết về phần đai ốc đều còn nguyên niêm phong, rất đẹp. Phần chỉ của xe mịn màng thẳng tắp một đường từ đầu tới cuối, không mất đi đâu một phần chỉ nào cả. Phần keo bên trên này cũng vậy, vô cùng ăn khít, bám dính, độ đàn hồi còn tốt. Keo chỉ zin, hai bên cánh của cánh lái đều còn rất zin. Xe được trang bị camera lùi, biển 15, biển Hải Phòng. Đây là phần cốp phía sau của xe, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Rồi. Một lát nữa em sẽ kiểm tra phần cốp xe sau ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới những chi tiết ở bên cánh. Đây ạ, chi tiết đai ốc ở bên cánh đều còn rất mới, rất đẹp, nguyên niêm phong ạ. Phần chỉ của xe một đường thẳng tắp từ đầu tới cuối ạ. Phần keo chỉ còn zin, rất mới và đẹp. Đây là phần cửa trên của cánh lái. Đai ốc, keo chỉ.
Đây ạ, toàn bộ những chi tiết keo chỉ đều còn rất đẹp. Máy cốp sau đây. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết còn lại ở trên phần nắp cabo cũng như phần động cơ của xe. Máy cốp sau cái salon mở được. Đây ạ, toàn bộ những chi tiết cho phần động cơ cũng như phần nắp cabo, đai ốc, keo chỉ, tất cả mọi cái đều còn nguyên bản anh chị em nhé. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, toàn bộ những chi tiết về phần keo chỉ của xe đều còn nguyên zin. Chi tiết về đai ốc, đai ốc ở cánh sau này, phần ụ giảm sóc này, phần tai xe, phần ụ giảm sóc, phần thân rằng. Đấy, toàn bộ những chi tiết đều còn rất tuyệt vời. Đây là chi tiết ở phần ụ giảm sóc và phần càng chassis. Những phần chi tiết đai ốc ở phần động cơ, xe được trang bị động cơ 1.2. Vâng, đây là toàn bộ những chi tiết trên phần động cơ này. Ốc máy còn nguyên bản, chưa hề bung mở. Rất đẹp luôn ạ. Toàn bộ những chi tiết bảo vệ cho dây điện ở bên trong, lớp phào bảo vệ bên ngoài, lớp băng dính điện ở bên ngoài đều còn rất đẹp, rất mới. Ở đây, những chi tiết ở phần đai ốc điện đều còn rất mới, rất đẹp. Phần ắc quy, tất cả bên trong khô thoáng sạch sẽ và gioăng phớt còn nguyên, không có hiện tượng da dầu chảy dầu. Mọi chi tiết đều còn rất đẹp. Có mở được không? Vâng ạ. Thôi rồi, rồi Thành ơi, để anh quay review ở chỗ đấy một đoạn thôi. Gặp cái ghế xuống cho anh được rồi. Gặp cho anh ghế xuống. Đây ạ, đây là những chi tiết ở phần cốp sau. Chiếc xe này thì được trang bị lốp sơ cua, hệ thiết bị nâng hạ, cũng như là trang thiết bị dự phòng cứu trợ cho xe khi gặp tình huống khẩn cấp. Thân gầm bên trong còn rất đẹp, còn rất mới anh chị em nhá. Vâng. Anh chị em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, tổng thành form dáng ngoại thất cũng như cùng vào bên trong, theo dõi phần nội thất cũng như trang thiết bị được lắp đặt bên trong của xe. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một chiếc xe còn nguyên bản, và chủ nhân giữ gìn, cam kết không taxi dịch vụ, không lỗi lầm, còn zin như từng con ốc, tất cả chi tiết keo chỉ đều còn zin. Với giá tiền 225 triệu đồng, nếu như anh chị em nào yêu thích có thể đến xem xe, trải nghiệm xe và lái thử xe trực tiếp tại địa chỉ Lô 14.3, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa cũng có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số Zalo hoặc số hotline 0855 966 966. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng trong 2 khung giờ hàng ngày: buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của tất cả các anh em đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.